Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Bảo trì các tòa nhà Nhật Bản do ông Takao Ichinohe, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc về việc xúc tiến đưa lao động Vĩnh Phúc đi thực tập kỹ năng ở các doanh nghiệp của Hiệp hội tại Nhật Bản. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ sự phấn khởi khi được Hiệp hội lựa chọn Vĩnh Phúc để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Đồng thời nhấn mạnh, Vĩnh Phúc hiện có nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đang đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có nhiều lao động là công dân của Vĩnh Phúc đang làm việc tại đây, như công ty Honda, Toyota. Trong nhiều năm, giữa Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh thành của Nhật Bản có sự kết hợp rất tốt trong việc đưa các tu nghiệp sinh đi học tập, nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật cao. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng việc đưa lao động của Vĩnh Phúc đi đào tạo tại Nhật Bản lần này sẽ mở ra nhiều triển vọng cho ngành nghề bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp còn khá mới mẻ tại Vĩnh Phúc. Người lao động ở Vĩnh Phúc có thêm sự lựa chọn ngành nghề, đòi hỏi có trình độ tay nghề kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, thông qua chương trình lần này sẽ có thêm nhiều hơn nữa công dân của Vĩnh Phúc được đi lao động, học tập tại Nhật Bản. Và đây sẽ là bước khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài, thường xuyên trong việc đào tạo bồi dưỡng trình độ kỹ thuật tay nghề cho người lao động của Vĩnh Phúc. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Bảo trì các tòa nhà Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Bảo trì các tòa nhà Nhật Bản bày tỏ mong muốn Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện để các lao động của tỉnh đi đào tạo kỹ năng về ngành nghề bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ, tạo môi trường sống trong lành và không gian sạch sẽ cho người dân đang sinh sống tại các tòa nhà trong khu công nghiệp hoặc các chung cư cao tầng. Đây là ngành nghề mới, có nhiều triển vọng ở một tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp như Vĩnh Phúc. Vui mừng được đón tiếp đoàn Hiệp hội Bảo trì các tòa nhà Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Trí Giang đã đề cao tầm quan trọng của việc cần phải nâng cao chất lượng nguồn lao động. Chính vì vậy, việc đưa lao động đi đào tạo tại nước ngoài, đặc biệt là tại một nước phát triển như Nhật Bản, là yêu cầu cần thiết. Thời gian qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách cụ thể trong việc hỗ trợ người lao động đi làm việc, học tập tại nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Đồng chí Vũ Trí Giang mong muốn Hiệp hội Bảo trì các tòa nhà Nhật Bản tăng cường giúp đỡ hơn nữa đưa người lao động của Vĩnh Phúc sang Nhật Bản học tập, đào tạo trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp. Đây là một ngành nghề còn khá mới đối với Vĩnh Phúc và có nhiều cơ hội để phát triển. Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục chọn Vĩnh Phúc là điểm hợp tác lâu dài và có chương trình kế hoạch cụ thể trong việc hợp tác tuyển dụng đào tạo lao động giữa hai bên. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2016 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Kim Khải, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị trong tỉnh. Phiên họp đã tập trung cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết hỗ trợ chế độ chính sách đối với người tham gia chữa cháy, đội trưởng, đội phó, đội viên, đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính pháp lý, có vận dụng sáng tạo vào thực tế, xây dựng tờ trình, đề án để Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu đề nghị cần sớm hoàn thiện dự thảo trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nhằm thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp làng nghề, phát huy lợi thế của tỉnh trong việc phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp làng nghề. Về nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, với việc hoàn thiện và ban hành nghị quyết trên tiếp tục tạo ra các cơ chế hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu tiếp tục rà soát chặt chẽ những nội dung trong dự thảo nghị quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xây dựng cơ chế phù hợp với thực tiễn của tỉnh, ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp, làng nghề tại các huyện Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Sở Công Thương tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cho ý kiến vào phương án sắp xếp thu hồi, điều chuyển, thanh lý xe ô tô theo quy định mới của Chính phủ và Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu thống nhất phương án sắp xếp, điều chỉnh xe công theo đúng các quy định của Chính phủ.
đồng thời phải đảm bảo hoạt động cơ quan, đơn vị sử dụng xe công. Sở Tài chính và các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ phương tiện xe công, có phương án điều chỉnh cân đối cho phù hợp, ưu tiên đối với xe chuyên dùng phục vụ lĩnh vực an sinh xã hội, có lộ trình thực hiện cụ thể, nhất là với xe không đảm bảo an toàn giao thông để thanh lý theo quy định. Nghiên cứu đề xuất phương án khoán sử dụng xe công. Sở Nội vụ nghiên cứu phương án bố trí sắp xếp công việc cho đội ngũ lái xe khi phải điều chuyển thu hồi xe công. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế tài quản lý xe công. Phiên họp đã cho ý kiến và cơ chế hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển du lịch ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của nghị quyết đối với sự phát triển của tỉnh và cần tiếp tục được quan tâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần xây dựng đề án cụ thể kèm theo tờ trình để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung thêm những khu vùng đã quy hoạch tại Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Phúc Yên, làm rõ về cơ chế thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, cơ chế cho các nhà đầu tư quản lý phát triển du lịch dịch vụ, đề xuất cơ chế chính sách đảm bảo tính khả thi cao, tính toán nguồn lực đầu tư cho các dự án. Phiên họp cũng đã cho ý kiến vào phương án thành lập, kiện toàn Ban Quản lý Dự án Vốn vay ODA theo Nghị định số 38-2013 của Chính phủ. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho nữ ứng viên đại biểu dân cử. Trong thời gian 2 ngày, 200 cán bộ nữ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, huyện được tìm hiểu về một số chuyên đề như giới thiệu tóm tắt về Hội đồng Nhân dân, kiến thức kỹ năng về quy trình bầu cử, pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử, kỹ năng xây dựng chương trình hành động và cách thức tiến hành phiên diễn tập tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Khi thực phẩm sạch ở các chợ trở thành hàng hiếm và rất khó để phân biệt thì không ít gia đình lại quay trở về thời kỳ tự cung tự cấp với hy vọng phần nào bảo đảm bữa ăn an toàn cho gia đình. Từ nhiều năm nay, gia đình ông Đỗ Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đã tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để trồng rau phục vụ bữa ăn cho gia đình. Theo ông, từ lúc gieo hạt đến lúc có rau ăn chỉ mất khoảng 15 đến 20 ngày. Phương pháp trồng rau cũng rất đơn giản. Dùng đất thịt pha trộn với phân chuồng, cho trấu và bón lót phân hữu cơ. Sau đó gieo hạt là đã có một vườn rau với đủ loại từ rau dền, rau muống và đỗ xanh. Là tận dụng những cái đất thừa xung quanh nhà để trồng các cái loại rau phục vụ cho gia đình. Thế cụ thể là gia đình chúng tôi trồng được rất nhiều rau muống rồi su hào, bắp cải mùa nào thứ ấy là cung cấp đầy đủ cho gia đình. Như vậy là gia đình trong bữa cơm là ăn là thấy thoải mái, vui vẻ mà thực tế là thấy là sức khỏe đảm bảo được tốt. Cũng giống như gia đình ông Đỗ Thanh Nghị, gia đình ông Nguyễn Văn Toản, khu hành chính 1, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên cũng tự trồng rau xanh tại nhà, đủ cung cấp cho các bữa ăn của gia đình mà không phải mua ngoài chợ. Việc trồng rau không tốn nhiều chi phí, tuy nhiên phải chú ý đến khâu chăm sóc và phòng trừ sâu hại. Không chỉ tự trồng rau sạch, gia đình ông còn tự nuôi gà, vịt để vừa lấy trứng, vừa lấy thịt. Ngày nào tôi xem thời sự, kể cả thời sự VTV1, thời sự Vĩnh Phúc, thì thấy đưa đăng tin là chợ là bán rất nhiều thực phẩm, như là rau, cỏ, hoa, quả. Thì tôi thấy là nó rất là ảnh hưởng sức khỏe. Gà thì là nuôi tăng trọng rất là nhiều. Cho nên về tôi mới bàn các cháu là mua một ít đất, trồng rau tự cung tự cấp. Rồi trồng rau đủ loại, tôi trồng đủ loại rau cải, su hào, bắp cải, cải chua, tức là đỗ xanh, cái gì cũng có. Thế còn thịt lợn thì thực ra 8 năm nay thì tôi không bao giờ mua thịt lợn ở chợ. Trước cái tình hình mà sự thực phẩm ở chợ trôi nổi thì chợ nó độc hại thế, cho nên là gia đình tôi là hiện nay là cung tự cấp kể rau, kể thực phẩm. Câu chuyện về thực phẩm bẩn tuy không mới nhưng vẫn kéo dài, dai dẳng bởi một bộ phận người sản xuất cũng như thương lái vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua sức khỏe người tiêu dùng. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng xử lý triệt để thì tự cung cấp rau xanh trong các bữa ăn gia đình đang là giải pháp tối ưu của người tiêu dùng.
Hiện nay hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Tam Đảo đang phải gánh chịu một lượng rất lớn rác thải sinh hoạt của nhân dân, thậm chí cả xác động vật gia cầm chết. Tình trạng trên không chỉ gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến quá trình phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo, đơn vị quản lý trực tiếp hệ thống kênh mương trên địa bàn, rác ngày càng nhiều trên các tuyến kênh mương là do một bộ phận người dân thiếu ý thức vứt xuống vào sáng sớm hoặc chiều tối khi vắng người qua lại. Không chỉ các tuyến kênh chính, hệ thống mương dẫn nước gần đường giao thông hay trong khu dân cư, rác thải cũng tràn lan. Ngoài ra, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi của các gia đình cũng được xả trực tiếp xuống kênh mương, cũng là một phần nguyên nhân làm gia tăng tình trạng ô nhiễm. Điều đáng nói, tình trạng trên đã diễn ra thường xuyên và từ nhiều năm nay. Các công nhân của công ty thủy lợi Tam Đảo phải liên tục nạo vét, nhưng làm xong, người dân lại vô tư xả rác xuống kênh mương. Nhiều thời điểm, công nhân chưa kịp nạo vét, khi trời nắng, rác thải bị ứ đọng, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sinh sống xung quanh và gây cảm giác khó chịu cho cả những người lưu thông qua những khu vực này. Tại địa bàn xã Tam Quan, tuyến kênh mương này từ lâu đã trở thành địa điểm tập kết xác động vật gia cầm chết được thả xuống đây. Do để lâu, xác chết phân hủy, mùi bốc lên nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Mùa hè đang đến gần, hiểm họa dịch bệnh từ những đoạn kênh mương đang bị ô nhiễm này là rất nguy hiểm, không chỉ đối với việc chăn nuôi mà cả chính nhân dân địa phương. Thiết nghĩ đã đến lúc các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.